Chào thầy, chào anh, chào giảng. Em tên là Nguyễn Tiến Thịnh, mã số sinh viên 1814622, lớp phi xử lý sáng thứ sáu tiết 123. Hôm nay em sẽ thực hiện cái bài tập 13. Đây là cái bài tập yêu cầu là truyền nhận dữ liệu giữa hai con quýt 1887 thông qua cái cổng nối tiếp URT. Thông qua cái cổng nối tiếp URT để một con vi điều khiển là mình dùng để truyền cái dữ liệu để mình điều khiển đường led, và mình nhận dữ liệu, nhận cái giá trị nhiệt độ từ con cảm biến nhiệt độ là M35. Và cái con vi điều khiển thứ hai mình sẽ dùng để nhận dữ liệu để mình phát cho led nó sáng hoặc là led nó tắt, và mình hiển thị trạng thái của led và giá trị nhiệt độ lên cái con LCD. Thì đầu tiên sẽ đi vào cái phần mạch sơ đồ mạch nguyên lý. Thì trong bài này em sử dụng là hai con bít 1887. Hai con bít 1887 này thì nó sẽ được kết nối với nhau, và nó sẽ được kết nối với nhau bằng hai cái chân là TX và RX. Cụ thể cái chân TX của con bít 1 thì mình sẽ nối vào cái chân RX của con bít thứ hai, và cái chân RX của con bít thứ nhất thì mình sẽ nối vào cái chân RX của con bít TX của con bít thứ hai. Ngoài ra thì hai con bít này mình đều sử dụng thạch anh ngoài tần số là 20 mA. Về cái chi tiết thì đối với con bít thứ nhất là con bít mình dùng để truyền dữ liệu. Con bít này mình sẽ dùng nó để truyền dữ liệu. Mình sẽ kết nối nó với, mình sẽ kết nối với pin RB4 và pin RB5 lần lượt vào hai cái nút nhấn là nút nhấn led và nút nhấn nhiệt độ. Và khi mình nhấn cái nút led này thì trạng thái của đèn nó sẽ bị thay đổi, và nút nhấn vào cái nút nhấn nhiệt độ này thì cái giá trị nhiệt độ nó sẽ được cập nhật và hiển thị lên LCD, hiển thị trên LCD. Và ngoài ra thì bài này mình sử dụng thêm một cảm biến nhiệt độ để đo nhiệt độ. Cảm biến này là cảm biến LM35, mình kết nối vào cái chân AR5. Đối với con bit thứ hai là cái con bit mình dùng để hiển thị, dùng để nhận dữ liệu, thì cái con led mình sẽ nối vào pin RB1. Và cái LCD thì mình cũng kết nối như cái bài trước, VDD thì nó lên nguồn, VLED nó xuống mát. Chân RS mình sẽ nói với RE0, chân RW thì mình sẽ nói với RE1, chân Enable thì mình nói RE2. Và cái pin D4 tới pin D7 sẽ nói lần lượt vào pin RD4 tới pin RD7. Thì vậy thì đây là cái sơ đồ kết nối giữa sơ đồ kết nối cụ thể của hai con bit 1887. Một con thì mình dùng để truyền dữ liệu, một con mình dùng để nhận dữ liệu sau đó hiển thị lên LCD và điều khiển đường led. Tiếp đó mình sẽ đến cái lưu đồ. Thì bài này do mình sử dụng hai con bit nên là hai con vi điều khiển mình sẽ có hai cái lưu đồ, hai cái chương trình khác nhau cho cái việc truyền và nhận dữ liệu. Thì đối với con vi điều khiển đầu tiên mình truyền dữ liệu nên chương trình nó sẽ như sau. Mình bắt đầu thư viện, mình phải cũng phải khai báo thư viện, khai báo biến cấu hình cái chân. Do bài này mình sử dụng đọc giá trị từ cái cảm biến là M35 nên mình phải khai tạo ADC. Mình khai tạo LCD và mình khai tạo cái module RS232 đầu tiên để mình đọc giá trị. Thì mình phải truyền dữ liệu thì mình phải đọc được cái giá trị nhiệt độ từ LM35, và sau đó mình gán cái T1, gán cái giá trị T1 bằng cái giá trị nhiệt độ mà mình đọc được. Để một tí nữa mình sẽ truyền cái giá trị T1 này sang vi điều khiển thứ hai và hiển thị lên LCD. Tiếp đó mình sẽ có một cái vòng lặp để mình kiểm tra cái việc mình có nhấn nút hay không. Đầu tiên là mình kiểm tra mình có nhấn led hay không. Nếu mình có nhấn led thì mình sẽ gửi ký tự L. Cái ký tự L này nó không nhất thiết phải là ký tự L, mà nó chỉ là cái giá trị để mà con vi điều khiển thứ hai nó nhận biết được là có cái giá trị, nó đọc được đúng cái giá trị ký tự này thì nó biết là mình đã nhấn được led. Rồi nếu mà mình không nhấn led mà mình nhấn cái nút nhiệt độ, thì khi mà mình nhấn cái nút nhiệt độ thì nó sẽ gửi cái giá trị T1 mà lúc nãy mình đã gán từ cái mình đã đọc được từ cái LM35 sang cho vi điều khiển thứ hai. Nếu mình không nhấn nút nhiệt độ thì nó cũng sẽ kết thúc. Sau mỗi lần là nó gửi giá trị thì nó cũng sẽ kết thúc, và nó không có kết thúc mà là nó tiếp tục nó quay lại, nó cái dòng lặp này nó tiếp tục nó kiểm tra xem mình có nhấn cái nút nhấn nào nữa không. Vậy thì đây là cái lưu đồ của cái con vi điều khiển thứ nhất. Tiếp đó là cái lưu đồ của vi điều khiển thứ hai. Thì cũng tương tự như con vi điều khiển thứ nhất, khi bắt đầu chương trình mình cũng phải khai báo thư viện, khai báo biến cấu hình cái chân. Mình khai tạo LCD, mình khai tạo LCD RS232 ADC vân vân. Và để mà mình kiểm tra được
khi nào mà cái con vi điều khiển của mình nó nhận được dữ liệu thì mình sẽ kiểm tra cái hàm KB-HIT. Cái hàm KB-HIT này là cái hàm dùng để kiểm tra khi nào mà cái con vi điều khiển của mình nó nhận được dữ liệu từ cái từ nhận được dữ liệu thì cái giá trị KB-HIT này sẽ bằng 1. Có nghĩa là ở đây mình sẽ thực hiện kiểm tra KB-HIT này nó có bằng 1 hay không. Sáu chục kiểm tra KB-HIT này nó có bằng 1 hay không. Không, tiếp tục KB-HIT này nó, nếu mà KB-HIT này nó bằng 1 có nghĩa là con vi điều khiển của mình đã nhận được dữ liệu, thì mình sẽ tiến hành cái gọi cái hàm nhận dữ liệu từ cái con vi điều khiển 1 và gán cái dữ liệu đó vào cái biến tạm. Thì cái biến tạm này nó có thể vừa chứa cái dữ liệu để cho đèn led nó sáng mà nó vừa chứa cái dữ liệu nhiệt độ. Thì mình sẽ tiếp tục mình kiểm tra cái biến tạm này. Nếu cái biến tạm này nó là cái tự L hồi nãy mình vừa chuyển qua, có nghĩa là ý nghĩa của cái tự L này có nghĩa là mình muốn cho đèn led nó sáng. Thì khi mà cái biến tạm này nó bằng L, bằng cái tự L thì mình sẽ đảo trạng thái led. Nếu mà cái biến tạm này nó không phải L mà nó là một cái biến khác, con số nào đó, thì mình sẽ lấy gán cái biến tạm vào cái nhiệt độ. Mình gán cái nhiệt độ vào cái biến tạm là mình hiển thị nhiệt độ lên LCD. Xong sau một trường hợp còn lại thì mình sau khi mình đảo trạng thái led thì mình tiếp tục kiểm tra xem đèn led có sáng hay không. Nếu đèn led sáng thì mình hiển thị là lên LCD là đèn led đang sáng, và mình hiển thị nếu đèn led không sáng thì mình hiển thị đèn led đang tắt lên LCD. Và sau mỗi cái quá trình thì mình kết thúc và mình đều quay trở về cái vòng lặp để tiếp tục kiểm tra xem mà KB-HIT của mình nó có bằng 1 hay không. KB-HIT của mình nó có bằng 1 hay không. Nếu mà KB-HIT bằng 0 thì nó cũng sẽ quay lại tiếp, nó sẽ cũng lặp lại cho đến khi nào mà KB-HIT bằng 1 thì nó sẽ thực hiện cái những cái công việc dưới đây. Tiếp đó mình sẽ đến cái phần chương trình, cái phần code. Thì đây là cái con đây là cái code của vi điều khiển thứ nhất. Mình sẽ đầu tiên thì mình cũng phải enroll cái thư viện với thùng sách 887 phiên khắc S, là do là mình sử dụng nguồn thạch anh là 20 high speed. Mình có mình khởi tạo ADC, bài này mình sử dụng cảm biến là 35 nên là mình phải khởi tạo ADC để mình đọc cái giá trị từ cái giá trị analog từ cảm biến. Thì ADC ở đây em chọn ADC là 10 bit. Mình khai báo cái hàm delay, mình khai báo cái giá trị delay clock 20, mình khai báo cái module RS 232, bao ở đây em chọn là tốc độ ở đây em chọn là 9600, và cái chân đọc, cái chân đọc dữ liệu là cái pin C6 và cái chân nhận dữ liệu là cái pin C7. Tiếp đó làm sẽ định nghĩa một số cái chân cho nó đơn giản, cho nó tiện trong quá trình lập trình. Thì cái pin B4 ở đây sẽ định nghĩa nó là led, cái pin B5 mình sẽ định nghĩa nó là nhiệt độ. Sử dụng thêm một số cái biến, đầu tiên là cái biến time 1 là cái biến tạm dùng để mình lưu là cái giá trị nhiệt độ, và mình truyền cái giá trị này sang con vi điều khiển thứ hai. Cái biến nhiệt độ là cái biến mình dùng để gán cái giá trị nhiệt độ mình đo được từ cái con LM35. Tiếp đến vào cái chương trình chính, chương trình chính thì mình đầu tiên là cái bọc bơi của mình kết nối với cái nút nhấn, nghĩa là nó là cái ngõ vào. Thì mình phải sử dụng cái hàm setchip bơi không xff, nên là mình khai báo mình cấu hình cái chân này là cái chân input. Tiếp đến là mình phải cấu mình khởi tạo cái ADC bằng cái lệnh đầu tiên, lệnh là setup ADC. ADC clock internal mình sử dụng cái xung xung nội, và cái setup cái bọc, setup cái bọc mà mình kết nối bằng cái lệnh setup ADC bọc. Mình trong bài này mình kết nối con cảm biến LM35 và cái pin AN5, nên là mình sẽ khai báo là hết AN5. Và cái V đó tới V đây có nghĩa là mình sẽ đếm, mình sẽ đo khi mà nó có cái xung cận lên. Mình sẽ chọn cái kênh của cái ADC để đo, là cái kênh của ADC kênh 5, cái lệnh set ADC channel 5. Mình delay delay khoảng 10 micro giây, 10 micro giây để cho nó chốt cái kênh. Tiếp đến là mình tới cái vòng lặp chính của mình, vòng chính của chương trình. Thì đầu tiên mình cũng để cho chắc chắn mình gọi cái hàm set ADC channel 5 channel lại một lần nữa, mình chọn cái kênh 5, mình delay để mình chờ nó chốt cái kênh. Sau đó mình gán cái biến, mình dùng cái lệnh read ADC cho mình đọc cái dữ liệu từ ADC, từ cái kênh 5 của ADC, và mình chia nó cho 2.046, nó tương tự như cái bài trước, và mình gán cái để nó ra cái giá trị nhiệt độ thực, nhiệt độ thực, và mình gán nó vào cái biến nhiệt độ, và sau đó mình lấy cái biến nhiệt độ này mình gán vào biến C1 để mình chuẩn bị gửi dữ liệu. Và tiếp đến là mình sẽ tới cái phần mình kiểm tra cái nút nhấn. Thì nếu mà cái nút nhấn input, nút nhấn led, nút nhấn thì delay, sau
led này rồi thì mình sẽ thực hiện truyền cái chữ ký tự L, thì mình truyền bằng cái lệnh là Busy, ký tự L đơn giản. Tiếp đó là mình kiểm tra cái nút nhấn nhiệt độ, thì cũng tương tự như cái nút nhấn led thì mình cũng nhận chống dội cho nó, mình cái hàm delay sau đó mình kiểm tra một lần nữa, chờ đến khi mình thả nút nhấn. Lúc này mình sẽ thực hiện mình dùng cái hàm Busy để mình truyền cái dữ liệu là theo một nãy mình đã lưu lại cái giá trị nhiệt độ, sau đó mình delay 10 mili giây rồi mình tiếp tục quay trở lại cái vòng lặp ban đầu để mình tiếp tục kiểm tra xem mình có nhấn led là nút nhấn nhiệt độ hay không, hay là nhiệt độ nó có thay đổi hay không. Thì cái vòng lặp này nó sẽ lặp đi lặp lại để nó liên tục kiểm tra cái dữ liệu mà mình muốn gửi. Rồi tiếp đó là cái con video khiển thứ hai, thì cái ban đầu mình cũng khai báo tương tự như con video khiển thứ nhất, các cái lệnh ở các hàm include, fill, divide, new, delay, URS232 vân vân. Đối với công việc thứ hai mình có sử dụng thêm LCD, thì mình sẽ include cái thư viện LCD này và mình cấu hình mình khai báo cái chân kết nối với con LCD. Tiếp đó là mình sẽ định nghĩa cái pin B1, cái pin này cái pin để xuất dữ liệu, cái pin output là cái pin led. Sau đó là mình có một cái số cái biến tạm, cái biến nhiệt độ, đây là biến inside 8x. Rồi đến cái chương trình chính thì do bậc D và bậc B, D và bậc B thì mình là cái chân cái bậc này nó mình dùng để xuất dữ liệu từ LCD, xuất dữ liệu ra để hiển thị lên LCD rồi xuất dữ liệu ra để điều khiển cái đèn led, là mình sẽ dùng cái lệnh switch D 0x00 để cấu hình cái bậc này là ngõ ra. Trạng thái đầu tiên thì khi chương trình bắt đầu thì cái trạng thái của led là nó là đang tắt, nên mình sẽ dùng cái lệnh là output led low led để mình hạ cái chân cái pin này xuống mức thấp để cho led nó tắt. Và bài này mình sử dụng LCD, nên là trước khi mình sử dụng mình muốn hiển thị lên thì mình phải dùng cái hàm LCD init để khởi tạo LCD. Tiếp đó là cái dòng lặp chính của mình. Cái dòng lặp này thì tương tự như trong cái lưu đồ hồi nãy, mình gọi cái hàm cái lệnh kbhit, gọi cái lệnh kbhit này, nó sẽ lưu cái trạng thái có đang nhận hay là không nhận dữ liệu của cái con vi điều khiển. Thì mình thực hiện cái việc kiểm tra, nếu mà kbhit của mình nó bằng 1, tức là lúc này nó đã nhận được dữ liệu, nó có dữ liệu được gửi qua, thì mình sẽ lấy dữ liệu từ cái con vi điều khiển nhất bằng cái lệnh là getC, và mình gán cái dữ liệu đó vào cái biến tạm. Và tiếp đến khi mà nhận được dữ liệu rồi thì mình phải tiến hành kiểm tra cái dữ liệu đó là dữ liệu gì. Mình sẽ kiểm tra nếu mà cái biến tạm của mình nó là cái ký tự L thì cái đèn led của mình sẽ đổi trạng thái. Ngược lại, nếu không phải là ký tự L thì cái biến tạm của mình này nó sẽ là cái giá trị nhiệt độ, thì giá trị nhiệt độ nên là mình sẽ lấy cái biến tạm mình gán vào cái giá trị nhiệt độ. Và sau khi mình kiểm tra được, mình nhận được dữ liệu và mình kiểm tra xem mà nó là loại dữ liệu gì, thì mình sẽ tiến hành hiển thị lên cái LCD. Thì mình sẽ dùng cái lệnh LCD Go to XC11, cái hàng đầu tiên mình sẽ dùng để hiển thị trạng thái led. Và if input state mình kiểm tra nếu đèn led nó đang sáng, nếu led nó đang ở mức cao thì mình sẽ hiển thị cái dòng chữ là led đang sáng lên LCD. Và ngược lại, nếu mà cái led này đang tắt, ngược lại có nghĩa là led này đang tắt, thì mình sẽ hiển thị cái dòng chữ là led đang tắt lên LCD. Tiếp theo, đối với cái hàng thứ hai, mình sẽ dùng để hiển thị nhiệt độ. Thì để hiển thị lên thì mình sẽ dùng cái lệnh LCD của tôi C12 để cho con chó nó nhảy xuống cái hàng thứ hai, và mình sẽ hiển thị cái nhiệt độ bằng cái lệnh ring app LCD push nhiệt độ phần trăm ô, là cái biến nhiệt độ mình khai báo lúc đầu là cái biến inside, đó là phần trăm ô và phải là nhiệt độ. Tiếp đó là mình đặt cái dấu độ, thì cái dấu độ cái mã của nó là 0xDF, là mình sẽ LCD push 0xDF. Rồi sau đó mình đặt cái chữ C, độ C thì mình LCD push, và cái quá trình kiểm tra KB hit rồi hiển thị hàng 1 là trạng thái led, hàng 2 là nhiệt độ, nó sẽ được lặp đi lặp lại trong cái dòng lặp và quay chu này. Và bây giờ em đã dắt xong cái code, bây giờ em sẽ tiến hành mô phỏng. Bây giờ led nó đang tắt, nó sẽ hiển thị là trạng thái led tắt, nhiệt độ là 0 độ C. Khi nhấn led thì led nó sẽ đổi trạng thái, và khi nhấn nhiệt độ thì nhiệt độ nó sẽ được cập nhật lên cái LCD. Khi mình thay đổi nhiệt độ và mình nhấn nhiệt độ lần nữa thì giá trị nhiệt độ sẽ được cập nhật. Mình đã kết thúc cái bài tập 13. Cảm ơn thầy, cảm ơn anh chị giảng đã theo dõi.